nghề đòi hỏi thể lực cũng như bản lĩnh khá vững vàng. Đó là lý do vì sao hầu hết các cảnh sát giao thông đều là nam giới. Nhưng đôi khi cũng có những cô gái đã chọn nghề nghiệp khá vất vả này, bất chấp việc phải tập luyện gian khổ để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Sau đây là màn trình diễn võ thuật vô cùng ngoạn mục của một cô nàng cảnh sát giao thông xinh đẹp. Sau đây sẽ là phần biểu diễn tình huống 1-4 do các học viên trường trung cấp cảnh sát nhân dân 1 biểu diễn. Đây là tình huống miêu tả nữ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên ngã tư đường, phát hiện 4 đối tượng đi xe máy lạng lách đánh võng chơi đùa hai nữ sinh đang đi xe đạp. Bằng các nghiệp vụ, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã yêu cầu dừng xe thì bất ngờ 4 đối tượng đã dùng vũ khí như dao, kiếm côn chống trả lại người thi hành công vụ hòng bỏ trốn. Bằng các động tác võ thuật với sự mưu trí tinh thần dũng cảm, các đồng chí đã nhanh chóng bắt gọn đối tượng, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Những pha bẻ khóa và cuột ngã đối phương rất chuẩn xác. Đây là tiết mục do học viên trường trung cấp cảnh sát nhân dân 1 biểu diễn.